phim chiều đài của dàn tiểu hoa 9x Dương Tử không phải top 1. Đàm Tùng Vận có thực tích phim chiều đài vượt xa Dương Tử dù có lượng người hâm mộ khiêm tốn. Dương Tử có thực tích phim chiều đài thua các đồng nghiệp cùng nữa. Mới đây mạng xã hội Trung Quốc đã lập bảng thống kê thực tích của những bộ phim chiều đài của dàn tiểu hoa sau 90. Đáng chú ý phim của Dương Tử có rating thấp thảm hại, thậm chí thua cả cổ nực Na Chat. Theo đó Đàm Tùng Vận là nữ vương phim chiều đài với hai bộ phim xếp đầu bảng lấy danh nghĩa người nhà với rating 1.1% và xin gọi đồn đạt tổng giám 0.8%. Điều bất ngờ nhất Dương Tử có rating thấp thảm hại, thậm chí thua cả cổ nực na chát với bộ phim ngôn tình hiện đại. Dương sinh xin chỉ giáo nhiều hơn không sầm chó phần trăm. Không quá bất ngờ khi địch này Nhật Ba nằm gần chót bảng. Bộ phim duy nhất tung lên đài của Mỹ Nhân Tân Cương công tố cán mốc 0.3% rating và bị chế giễu một thời gian dài. Dương Tử thống trị nền tảng online nhưng kèm xa mảng thực tích chiếu đài. Đa phần những diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo như Dương Tử địch này Nhật Ba đều có gia tài phim đổ sộ nhưng là phim chiếu mạng phát hành trên các nền tảng sản xuất và chiếu phim online. Chính vì vậy họ không có tiệp khán giả phong phú và đa dạng. Ngược lại Đàm Tùng Vận có diễn xuất tốt, thường xuyên có phim được các đài truyền hình mua bản quyền phát sóng. Vì thế cô nàng cũng có quốc dân độ và khả năng nhận diện cao nhất trong nửa tiểu hoa sau 90. Nhiều người cho rằng đây mới là con đường đúng đắn của một diễn viên thực thụ.